Thưa quý vị, từ đêm nay 11 tháng 2, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, miền Bắc có mưa rào rải rác, nên nhiệt giảm nhẹ từ 2 đến 3 độ. Tuy nhiên, phải từ ngày 17 tháng 12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mới đón một đợt không khí lạnh mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay cho đến ngày 20 tháng 12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rông, vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa to. Cụ thể, từ đêm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, miền Bắc có mưa rào rải rác, nên nhiệt giảm nhẹ từ 2 đến 3 độ. Dự báo trong 2 ngày tới, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, nên nhiệt giảm nhẹ từ 2 đến 3 độ so với ngày hôm nay. Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận ngày hôm nay, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì trong nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Trung. Khoảng ngày 17 tháng 12, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh từ phương Bắc, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khả năng trời chuyển rét, miền Trung có thể đón một đợt mưa trên diện rộng.